Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Nhà Glazer đạt thỏa thuận với ông chủ mới Qatar. Quỷ đỏ đạt thỏa thuận với Tottenham để mua Kane. Mbappe chính thức gia nhập MU. Nhà Glazer đạt thỏa thuận với ông chủ mới Qatar. Hoàng thân Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani được cho là sẽ thành công trong thương vụ mua lại MU từ nhà Glazer. Theo giới truyền thông Qatar, hoàng thân Jassim bin Hamad Al Thani đã giành chiến thắng trước Sir Jim Ratcliffe trong cuộc đàm phán mua lại MU. Tờ Mirror của nước Anh thì cho biết nhà Glazer chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng về thương vụ bán đội bóng thành Manchester. Ông Jassim đã gửi lời đề nghị trị giá 5,2 tỷ bảng để mua 100% cổ phần của MU. Còn Sir Jim Ratcliffe muốn mua khoảng 60% cổ phần đội bóng và sẽ để nhà Glazer tiếp tục góp mặt trong ban lãnh đạo với khoảng 20% cổ phần. Màn đỏ dự kiến sẽ lột xác mạnh nếu như chính thức về tay ông chủ Qatar. Ông Jassim cam kết sẽ đầu tư 1 tỷ bảng vào đội bóng nhằm cải tạo Old Trafford, trung tâm huấn luyện Carrington và mua sắm cầu thủ. Ông Jassim sinh năm 1982 và từng học tập ở Anh trước khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia tại St. Hud. Cha của Jassim là Hamad bin Al Thani, cựu thủ tướng Qatar giai đoạn 2007-2013. Thành viên gia đình Hoàng gia Qatar được cho là người hâm mộ nhiệt thành của MU trước khi dấn thân vào thương vụ mua lại đội bóng yêu thích. Hiện tại, ông Jassim đang là chủ tịch ngân hàng Hồi giáo Qatar và từng là giám đốc của Credit Suisse Group. MU đạt thỏa thuận với Tottenham để mua Kane. Quỷ đỏ đang gặp khó khăn trong thương vụ Harry Kane do đội bóng chủ quản là Tottenham không có ý định bán tiền đạo người Anh cho đối thủ trực tiếp, nhưng Quỷ đỏ đã có phương án phù hợp. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, MU đang lâm vào bế tắc trong thương vụ Harry Kane. Ngay cả khi chỉ còn một năm hợp đồng, Tottenham vẫn khiến cho các đối tác ngán ngẩm bởi đội bóng Bắc London hoàn toàn không có ý định bán Kane cho các đội bóng nước Anh, trong khi bản thân tiền đạo này lại không muốn ra nước ngoài chơi bóng. Một tình thế tiền thoái lưỡng nan cho cả hai khi mà ký giả Spencer còn khẳng định rằng Tottenham hoàn toàn không có ý định ngồi vào bàn đàm phán với đối tác đến từ Manchester như Man City hè 2021 hay MU vào hè này. Bối cảnh này buộc MU phải kế hoạch thực hiện mới. Muốn đội bóng Bắc London chấp nhận nhà tài năng lớn nhất của mình, đội chủ sân Old Trafford phải đáp lễ một cách xứng đáng. Và Jadon Sancho trở thành cái tên được lựa chọn bất đắc dĩ. Cầu thủ chạy cánh người Anh thực sự gây thất vọng dù đã gia nhập MU trong 2 mùa. Trong buổi lễ tổng kết cuối mùa giải, ông Ten Hag đã thúc giục Sancho nỗ lực chứng tỏ bản thân, cho thấy anh có khả năng tiến bộ hơn nữa. Nhưng ban lãnh đạo của MU nhận định bản hợp đồng 73 triệu bảng mùa hè 2021 hoạt động không hiệu quả và cần phải thanh lý. Trong khi đó, tân huấn luyện viên Ange Postecoglou lại mong muốn có Sancho tại Tottenham. Đội bóng Bắc London được cho là có thể chi ra 50 triệu bảng cho một thương vụ mua bán riêng rẽ. Nắm bắt được nguyện vọng của đối tác, MU đang cố gắng ghép hai thương vụ này vào làm một. Kane và Sancho sẽ đổi chỗ cho nhau trong mùa hè này. Nói cách khác, màn đỏ biến Sancho trở thành dê tế thần trong vụ chi mua Harry Kane. Ngoài việc để Sancho đến với sân Tottenham Stadium theo chiều ngược lại, Quỷ đỏ còn cung cấp thêm một khoản tiền đủ lớn để Spurs tái đầu tư vào các vị trí khác. Hiện MU chưa nhận được phản hồi của các đối tác nhưng đây rõ ràng là đề nghị giàu sức nặng của đội đỏ thành Manchester. Mbappe chính thức gia nhập MU, đội chủ sân Old Trafford phải làm tất cả để chiêu mộ Kylian Mbappe sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao cho các ông chủ nghề Qatar. Chưa bao giờ cơ hội để Manchester United sở hữu Mbappe lại lớn như vào lúc này. Truyền thông Qatar tiết lộ là ông Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani thành công trong việc mua lại Quỷ đỏ. Lời đề nghị cuối cùng từ chủ tịch của ngân hàng Hồi giáo Qatar được nhà Glazer đồng ý. Trên thị trường chứng khoán New York của Mỹ hôm 12 tháng 6, giá cổ phiếu của MU tăng vọt lên 3,98% và tín hiệu cho thấy khả năng Quỷ đỏ đổi chủ thành công đáng tin cậy như thế nào. Lợi thế của MU. Một trong những điều mà người hâm mộ Quỷ đỏ chờ đợi nhất từ chủ mới đó là các khoản đầu tư vào đội bóng. Hoàng thân Sheikh Jassim nhiều lần hứa hẹn giúp MU đổi đời trong vài tháng qua. Thị trường chuyển nhượng hè 2023 sẽ là cơ hội để tỷ phú người Qatar thực hiện lời hứa đó. Trong đề nghị thứ 5 gửi cho nhà Glazer hôm 6 tháng 6, ông Jassim đưa ra giao kèo về việc đầu tư ngay lập tức 1 tỷ bảng vào câu lạc bộ thành Manchester, bao gồm việc mua sắm cầu thủ, cải tạo sân Old Trafford cũng như toàn bộ khuôn viên câu lạc bộ. Tiền có lẽ không phải là vấn đề với MU sau khi được người Qatar mua lại. Quá trình câu lạc bộ đổi chủ trùng với thời điểm Mbappe quyết định không gia hạn hợp đồng với PSG. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 sẵn sàng bán tiền đạo người Pháp ngay trong mùa hè này để tránh việc mất trắng cầu thủ vào mùa hè 2024 khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn. Mbappe trở thành cái tên khả thi với MU trên thị trường chuyển nhượng hè của năm 2023 bởi ban lãnh đạo của PSG không muốn làm ăn cùng Real Madrid. Chủ tịch của PSG Nasser Al-Khelaifi nhiều lần chỉ trích nặng nề ban lãnh đạo của Real Madrid vì cách họ tiếp cận Mbappe trong vài năm qua. Mối quan hệ giữa PSG và Los Blancos chưa được hàn gắn, chính vì vậy nếu như PSG phải bán Mbappe ngay trong hè này, nhà đương kim vô địch Ligue 1 sẽ xem Real Madrid là đối tác cuối cùng mà họ ưu tiên. Ông chủ mới của MU lại có mối quan hệ mật thiết với Al-Khelaifi. Hôm 11 tháng 6, chủ tịch của PSG tuyên bố ông không liên quan đến việc mua lại MU, nhưng thừa nhận có tư vấn cho Jassim về thương vụ tiếp quản đội bóng nước Anh.
Chỉ thế này đủ để cho thấy mối liên kết giữa người sở hữu PSG và người sắp nắm quyền tại MU. Giám đốc phát triển bóng đá của FIFA Arsène Wenger từng nói rằng việc PSG khuynh đảo thị trường chuyển nhượng là hệ quả tất yếu từ việc một đất nước sở hữu một câu lạc bộ bóng đá. Chính phủ Qatar khả năng cao đứng sau việc sở hữu cả PSG lẫn MU, nhưng cuộc thảo luận về chuyển nhượng nếu có giữa hai đội bóng kể trên sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Quyết định nằm ở Mbappe. Tất nhiên để chiêu mộ đến Mbappe, Quỷ Đỏ sẽ phải thuyết phục được cầu thủ này. Erik ten Hag cùng ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ sẽ đóng vai trò quan trọng trong thương vụ này. Người đỏ thành Manchester phải cho Mbappe thấy được cơ hội chinh phục đỉnh cao nếu như đến Old Trafford. Mức lương thưởng hay các mức đãi ngộ tài chính không phải là rào cản lớn với MU trong vụ Mbappe. Nếu như Quỷ Đỏ dưới thời Glazer từng đủ khả năng trả hơn 500.000 bảng một tuần cho Ronaldo, họ thừa sức biến Mbappe trở thành một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất thế giới. Sau khi người Qatar mua lại MU, sức mạnh tài chính của Quỷ Đỏ khả năng cao tiếp tục gia tăng. Đội chủ sân Old Trafford vẫn là một trong những câu lạc bộ giàu có nhất thế giới, xét về giá trị thương hiệu cũng như khả năng sinh lời. PSG không thể so được với MU, đội đang chơi tại ngoại hạng Anh, giải đấu bóng đá có tiền bản quyền truyền hình cao nhất thế giới. Trong quá khứ, MU không có nhiều cơ hội trong việc tiếp cận Mbappe, nhưng mọi thứ đã khác trong mùa hè 2023. Quỷ Đỏ vừa trở lại với sân chơi Champions League và đang được dẫn dắt bởi một trong những huấn luyện viên được giới chuyên môn đánh giá cao như Ten Hag. Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng tỏ vị thế giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và sẽ là sàn diễn tuyệt vời để Mbappe khẳng định năng lực. Nếu như đến sân Old Trafford, Mbappe đương nhiên trở thành ngôi sao sáng nhất. MU cần một tiền đạo trên đường bước vào hàng ngũ các siêu sao như Mbappe. Sau khi Man xanh có Erling Haaland, MU cần Mbappe để làm đối trọng. Đó sẽ là một cuộc cạnh tranh trong mơ của bóng đá thế giới, khi Mbappe và Haaland sẽ tạo ra cuộc so tài giống như Messi và Ronaldo từng làm tại La Liga.